Vâng, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Dương Hải Dương nhé. Và trên màn hình của anh em đây là một cái mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đó là mẫu xe Hyundai XG300, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của dòng Hyundai. Và mẫu xe này trang bị trên mình với cái động cơ 3.0 và số tự động. Thì với cái dòng xe này nó cũng sánh ngang với cái dòng xe Ford Mondeo về cái chất lượng cũng như là các tính năng an toàn của cái dòng xe này. Một cái mẫu xe cũng được trang bị hộp số tự động cửa lóc với cái động cơ 3.0. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng tương đối tốn đối với một cái dòng xe sedan. Nên là cái dòng xe này thì với cái khả năng vận hành của nó thì tuy cái mức tiêu hao nhiên liệu tốn thì nhưng mà anh em yên tâm một điều là cái dòng xe này nếu mà chạy trên đường trường thì anh em nghĩ là nó vô đối. Ít có cái dòng có thể có cái độ vận hành tốt như con này luôn. Về độ thoát xe cũng như là đầm xe, chắc xe. Bởi vì anh em nhìn bằng cái hình ảnh em quay đây thì cái mẫu xe này nó có cái chiều dài khá lý tưởng luôn với một cái dòng xe sang của dòng Hyundai nhé. Nó dòng này sẽ là dòng nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc luôn anh em nhé. Đấy, về cái chất lượng thì anh em yên tâm, cái dòng xe này nó là dòng xe sang của dòng Hyundai ngày năm 2004. Đấy, và được đăng ký lần đầu năm 2005 tại Việt Nam. Nó là một cái dòng xe nhập khẩu. Vì vậy là cái dòng chất lượng cực tốt luôn. Và hơn nữa cái mẫu xe này có giá thành cũng tương đối vừa phải cho anh em thôi. Với cái mẫu XG300 của BMW đang bán này chỉ có 185 triệu. Đấy. 185 triệu thôi nhá. Đã bao gồm phí rút hồ sơ cho anh em trên toàn quốc rồi. Đấy, một cái dòng xe sang. Tuy nhiên phải nói là tuy nhiên với cái động cơ 3.0 thì mức tiêu nhiên liệu của nó sẽ tốn hơn các dòng xe phổ thông khác một chút. Vì vậy là anh em nào mua những cái dòng xe này thì cũng cân đối về vấn đề là tiêu hao nhiên liệu. Nó sẽ trên 10 lít trên 100 cây. Đấy, nó những dòng xe phổ thông sẽ quay đầu ở dưới 10 lít thì cái dòng xe này nó sẽ là trên 10 lít trên 100 cây. Nhưng bù lại nó đi là sướng là một này, an toàn hai, form dáng đẹp. Đấy, và chấp nhận xăng tốn thì tiền nó rẻ hơn. Đi an toàn hơn, sướng hơn. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên rồi. Đấy, về phần tổng thành xe bên ngoài, về thiết kế từ form dáng. Đấy. Thì cái mẫu xe này có cái form dáng khá đẹp anh em nhé. Đấy. Form dáng khá đẹp đối với cái mẫu xe này. Anh em nhìn đây về cái phần đuôi của xe đây. Đấy. Đuôi của xe thiết kế form dáng rất là đẹp luôn. Với cái tầm tiền dưới 200 triệu. Những cái dòng xe sang như bây giờ như Ford Mondeo này, XG300 này và một số những dòng xe gồ ghề khác. Nó tuy nó mức tiêu nhiên liệu của nó tốn nhưng mà phải nói là cái chế độ an toàn mới là khả năng vận hành của nó, những cái dòng xe phổ thông là không thể địch được. Đây anh em mình nói thật là không thể địch được những cái dòng xe này. Đấy, thiết kế form dáng anh em nhìn này, phần đuôi của nó như là những dòng Bentley đồng hoàng non kiểu rất là giống, có một cái gì đó rất là sang trọng. Đấy, về cái phần đuôi của xe thì những cái thiết kế đèn hậu anh em nhìn đây. Đấy, những dòng xe phổ thông thì không có thể có những cái kiểu dáng này được, nó là dòng xe sang mà. Chạy thì yên tâm một điều là chạy vút vụt luôn, nếu cái dòng này chạy vút vụt cực sướng. Nên nó thật với anh em như vậy. Nhưng dòng xe này đồng nghĩa là nó tốn xăng nhưng mà chạy bù lại nó sướng, an toàn. Bỏ tầm tiền bây giờ dưới 200 triệu anh em mua một con xe phổ thông tiết kiệm nhiên liệu thì đồng nghĩa là anh em có thể tiết kiệm được một chút tiền thì xăng, nhưng mà đồng nó lại không mang lại cho anh em một cảm giác lái sướng hơn, đầm hơn, chắc hơn, đi trên đường an toàn hơn. Nghe lại này anh em, chạy cao tốc ấy, nó phóng tầm 140 cây, nếu thật thì anh em 140 cây, 150 cây êm ru luôn. Đấy, thiết kế cửa anh em nhìn đây, cái phần cửa của nó không như những dòng xe phổ thông khác có cái nẹp kính ở trên. Con này cửa xuống kính thì nó là như một cái dòng xe thể thao. Đấy, cái phần cửa xuống kính anh em nhìn đây, như một dòng xe thể thao, nó rất là sang trọng luôn. Đấy, với thiết kế đó, con này phải nói là thiết kế rất là sang trọng, được trang bị cửa lóc đầy đủ hết này. Ở trong khu vực phía Nam thì anh em gọi là cửa sổ trời, như ở ngoài Bắc thì bọn em gọi là cửa lóc. Đấy. Đây, với cái thiết kế rất là đẹp. Này, thiết kế anh em nhìn về ngắm tổng thành form dáng của xe này này. Đấy, hai cái tất cả những cánh cửa nó không có những nẹp viền ở trên như những cái dòng xe phổ thông, mà nó hoàn toàn là cánh cửa như là dòng xe mui trần hoặc như dòng xe thể thao luôn nhé. Đấy, với đối với dòng XG300 này nó thiết kế vậy, tương đối sang trọng. Và cái thân xe của nó tương đối cân đối, nếu anh em chạy trên cao tốc cảm giác nó rất là êm, chạy tay lái luôn. Đấy. Về thiết kế phần đầu xe cũng vậy, cái phần đầu xe anh em nhìn này, nó rất là cân và nó có gì đó nó rất là như một cái dòng xe sang. Như một cái dòng xe sang mà hiện tại bây giờ nhiều cái dòng xe nó vẫn áp dụng những cái form dáng kiểu kiểu nó như này. Đấy, đối với dòng XG300 anh em nhìn, form dáng của nó rất đẹp về tổng thành. Đấy. Cả kể cả về chất lượng. Con xe này thì trong quá trình sử dụng lâu ngày thì cái phần ghế da thì nó đã có hơi phần cũ. Thì cái phần ghế da này thì em sẽ cho đi bọc lại một cái ghế da mới, ghế da xịn đồng hoàng, thì để cho nó xứng tầm với cái phần nội thất của con XG300 này.
Đấy, chiều nay em bắt đầu em cho đi bọc ghế để cho nó có bộ ghế mới. Dòng này thì nó cũng được trang bị túi khí an toàn. Đấy, hai túi khí an toàn. Cửa sổ trời đây anh em nhìn này. Cửa sổ trời đây. Đấy, những dòng xe phổ thông không có những cái cửa sổ trời là được. Cửa sổ trời nó dành cho những dòng xe sang. Đấy, được chủ xe lắp thêm màn hình này, cam lùi đầy đủ. Đấy, vô lăng tích hợp. Anh em nhìn phần này, nhìn cái phần chỉnh cánh cửa của nó rất là đẳng cấp luôn. Đấy, nhìn cái phần chỉnh cánh cửa của nó đây, phần tắp ni cánh cửa của nó rất là đẳng cấp. Mà nó như những dòng xe thể thao luôn. Đó là như những dòng xe thể thao VIP luôn. Như ghế an toàn, đấy, chế độ start top, như ghế an toàn hoặc ở cánh cửa luôn nhé. Đấy, trang bị hộp số tự động này. Đấy, hai túi khí an toàn này, cái phần mặt tắp lô da của nó như dòng da Camry. Cái dòng này da nó như dòng da Camry ấy, rất là bền bỉ luôn nhé. Nẹp gỗ này. Đấy. Đồ đạc cốp vẫn nỉ nguyên. Nhưng mà nói chung là dòng xe này nó là cái dòng xe phải nói là từ những năm 2004-2005, nhưng Hyundai thiết kế ra những cái mẫu mã, những cái form dáng phải nói là đã đẳng cấp rồi. Những dòng xe này là nó là ngày xưa nó là dòng xe sang. Cái này nó là thiết kế nhựa giả gỗ rất là đẹp luôn, những cái chi tiết khá tinh tế luôn. Đấy. Đây là về phần tắp đô tắp ni đằng trước thì anh em với cái form dáng của nó cũng không lạc hậu một chút nào cho đến cái thời điểm bây giờ. Những cái dòng XG300 đi chạy trên đường nó vẫn là đẹp. Về cái form dáng phải nói với anh em là nó vẫn đẹp về cái form dáng thiết kế nhé. Đấy. À, cửa đằng sau cũng vậy, cái này là cũng hạ xuống là tất cả những cái cửa nó không có đẹp kính như những dòng xe phổ thông. Nên vì vậy nó sang trọng hơn. Đấy, lịch sự hơn. Cái ghế này là chiều em bọc sẽ cho đi bọc một cái ghế xịn rồi. Còn đâu về phần tổng thành xe thì không phải bàn về cái chất xe con này anh em nhé. Cam kết là không phải bàn về chất xe con này, xe chạy cực sướng luôn. Đấy, tổng thành xe đây, anh em nhìn đây. Tống ơi, giật cho anh em cái cốp xe. Tổng thành xe đây anh em nhìn đây. Rất đẹp, thiết kế phong dáng không phải nghĩ ngợi gì cái về cái con XG300 này đâu. Cho cốp lên. Cho anh em kiểm tra luôn về cái phần khoang máy của động cơ. Đấy, đấy, anh em nhìn đây. Thì với cái động cơ V63.0. Đấy, con này thì nó khả năng vận hành của nó thì anh em yên tâm một điều, chạy trên đường anh em chỉ cần đạp ga phát là dính lưng vào ghế luôn nếu ở chạy ở đường cao tốc. Đấy, những cái nút cần anh em cần vượt xe thì với cái dòng XG300 này nó khả năng nó thoát xe, anh em chỉ cần nhấn ga một phát là có thể là cảm tưởng như là dính lưng vào ghế luôn về cái tốc độ. Nên vì vậy là đi trên đường thì đồng nghĩa là tốn xăng một chút, nhưng bù lại là cảm giác lái nó đã sướng. Đấy, mà có hơn 100 triệu đồng những cái dòng xe phổ thông anh em. Bây giờ thật là em bán cái dòng nào em cũng bán, tiết kiệm nhiên liệu cũng bán, mà dòng tốn xăng cũng bán. Dòng tốn xăng này nó phục vụ cho những em thích đôi khi là đam mê tốc độ một chút và rẻ tiền mà lại được mua mẫu xe chất lượng an toàn thì những cái dòng xe phổ thông không thể có được. Nói thật với anh em là tiền nào của đấy đâu. Những dòng xe tốn xăng thì bù lại nó sướng. Nhiều anh em đa phần là ví dụ như chê những dòng xe tốn xăng, nhưng thực chất là bây giờ những dòng xe tốn xăng nó dành cho những người nhiều tiền, càng chấm cao càng đắt tiền. Nói thật với anh em là càng chấm cao càng đắt tiền. Có cái trong quá trình sử dụng lâu dài, lâu ngày bắt đầu người ta thay xe thì những cái dòng chấm cao nó mất giá thôi. Còn đâu những cái dòng chấm cao lúc mới mua nó đắt hơn những cái dòng chấm thấp rất là nhiều luôn. Đấy là nói thật. Nên là những cái bên mình được thử ở lại khi người ta đã chạy, người ta đã trượt giá rồi mình mua lại được là quá hợp lý luôn. Bây giờ những dòng xe sang như này anh em mua dưới 200 triệu thì rất là khó. Đấy, thì vậy khi người ta chạy đã trượt giá đầy đủ hết rồi, bây giờ mình mua về chỉ việc sử dụng thôi là quá ok rồi. Đấy, đối với mỗi XG300 này cũng vậy. Giá BM đang bán chỉ có 185 triệu đã bao gồm phí rút hồ sơ cho anh em. Vì vậy là anh em nào cần cái mẫu xe này thì liên hệ sớm với em qua số điện thoại là 0829777777 để đến xem trực tiếp mẫu xe này. Và đặc biệt là bên em có chương trình mua bán ô tô cũ toàn quốc. Anh em nào cần bán những cái dòng xe cũ thì có thể liên hệ với em. Em sẽ đến tận nơi xem xe và mua cho anh em với những giá cao nhất luôn. Đấy, và anh em quan tâm đến các dòng ô tô cũ thì có thể nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh của em ấy. Thì nút chuông bên phải màu đỏ thì anh em sẽ cập nhật được thường xuyên những cái mẫu xe của bên em đăng hàng ngày hàng tháng nhé. Vâng, xin chào và cảm ơn anh em đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Dương Hải Dương. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nhé.